Một cái lưu ý rất là quan trọng khi mà phơi chuối hột, chúng ta phải đảm bảo cái nhiệt độ nắng của chúng ta rơi vào khoảng 30 đến 37 độ các bạn nhé. Còn về thời tiết mùa đông thì gần như là rất khó có thể phơi chuối hột. Bởi vì khi mùa đông chúng ta phơi chắc chắn là nó lên đến 10 ngày. Mà lên đến 10 ngày thì kiểu gì chuối nó của chúng ta nó cũng bị rất là dễ bị dập nát. Nên là tốt nhất là mùa đông chúng ta nên, các bạn nào có điều kiện chúng ta nên cho vào sấy thì là tốt nhất các bạn nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé. Hôm nay thì mình lại quay trở lại làm một cái video, đó là ở cách ngâm rượu chuối. Mà hôm nay mình sẽ không hướng dẫn cách ngâm nữa. Cách ngâm thì ở video trước mình đã hướng dẫn, nên là rất nhiều các bạn hỏi anh ơi chuối tươi có phơi và ngâm được không, và anh ơi chuối băm quả vỏ có được không. Câu trả lời là tất cả đều được nha các bạn nhé. Tuy nhiên thì các bạn muốn có một hũ rượu ngon thì các bạn nên làm đúng theo các bước quy trình mà ở cái video đấy mình đã hướng dẫn đó. Thì hôm nay thì mình sẽ làm tiếp một video nữa, đó là mình sẽ hướng dẫn cách chọn chuối làm sao để cho nó có cái công dụng tốt nhất. Rất là nhiều các bạn, đôi khi các bạn chọn chuối ấy, các bạn chỉ quan tâm nó chín là các bạn cứ thế là cho phơi và ngâm. Tuy nhiên thì để mà chọn đúng từ các bước quy trình thì các bạn cần phải lựa chọn chuối làm sao cho chín phù hợp, độ già phù hợp mới có một bình rượu ngon các bạn nhé. Ok, không vòng vo nữa, sau đây mời các bạn chúng ta cùng theo dõi video này. Đó, đây là cái buồng chuối gia đình mình trồng cũng đã được một thời gian các bạn nhé. Đến thời điểm này nó cũng đã cho quả và quả cũng đã khá là già rồi. Tuy nhiên để đảm bảo hay không thì chúng ta cần lưu ý bước đầu tiên. Chúng ta chọn chuối là chúng ta cần phải chọn cái buồng nào mà nó có 1 đến 2 quả chín thì chúng ta sẽ chọn các bạn nhé. Chúng ta không nên chọn nó những buồng quá non. Bởi vì khi mà quá non thì nó sẽ không đủ cái dược tính của nó các bạn nhé. Đó. Đây là cái buồng khá là đẹp, tuy nhiên thì trong quá trình lấy cây ấy, nên là cái buồng này nó non nên là nó chín, nó không đều mà nó gần như là không chín được. Đó. Đây, những cái quả này thì nó nát ra này. Đó, còn những cái quả này thì gần như là nó không chín. Bởi vì sao? Bởi vì nó quá non, những cái quả này quả nát rồi. Đó. Và chúng ta cũng lưu ý là chúng ta không chọn cái buồng nào mà nó chín quá nhiều. Bởi vì khi mà chín quá nhiều thì cái quả chuối mà nó, khi mà chúng ta băm nó sẽ rất là dễ bị nát. Và khi đó thì khi chúng ta phơi á thì ruồi nhặng nó bay vào, nó rất là dễ để có giòi ở trong đó. Nên là chúng ta hết sức là lưu ý, không nên chọn những cái buồng mà không nên để cho nó quá chín. Và chúng ta chỉ để nó chín 1 đến 2 quả. Hoặc là chúng ta đảm bảo cái buồng nào nó già thì chúng ta chặt xuống, sau đó chúng ta để 1 2 ngày nó chín là chúng ta phơi. Đó, ở đây thì tôi nhìn thấy cái buồng kia cũng đã có 1 2 quả chín rồi. Đó. Đây các bạn này. Đó. Hơi tối. Các bạn nhìn rõ không? Ok các bạn nha, bây giờ mình sẽ tiến hành chặt cái buồng này thôi. Đây các bạn nha, nó có 1 2 quả chín đây. Đó, rất là ok. Đây. Đó, đây là chim nó ăn. Ok, như vậy là sau một thời gian tìm kiếm thì mình đã tìm được 2 buồng chuối hột các bạn nhé. Cũng khá là già, cũng rất là đảm bảo rồi. Đó, đây là buồng này thì mình đã chặt từ hôm qua rồi. Hôm nay thì nó đã mềm rồi. Đó, còn buồng này mình vừa đi chặt đây. Đó. Các bạn lưu ý cho mình là chúng ta không nên chọn những cái buồng quá chín hoặc quá non nha các bạn nhé. Bởi vì lúc nãy mình đã nói đấy, quá chín thì nó rất là dễ bị nát và phơi nó hay bị ruồi muỗi côn trùng nó bộ vào. Và non quá thì chúng ta rất là lãng phí chuối. Bởi vì khi mà non á, gần như là nó sẽ không chín được các bạn nhé. Ok, sau đây thì tôi sẽ tiến hành bước tiếp theo là bóc vỏ. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành các bước tiếp theo. Một cái lưu ý rất là quan trọng khi mà phơi chuối hột, chúng ta phải đảm bảo cái nhiệt độ nắng của chúng ta rơi vào khoảng 30 đến 37 độ các bạn nhé. Còn về thời tiết mùa đông thì gần như là rất khó có thể phơi chuối hột. Bởi vì khi mùa đông chúng ta phơi chắc chắn là nó lên đến 10 ngày. Mà lên đến 10 ngày thì kiểu gì chuối nó của chúng ta nó cũng bị rất là dễ bị dập nát. Nên là tốt nhất là mùa đông chúng ta nên, các bạn nào có điều kiện chúng ta nên cho vào sấy thì là tốt nhất các bạn nhé. Ok, như vậy là sau đó chúng ta sẽ tiến hành bóc vỏ chuối các bạn nhé. Đó, thì quả nào chín thì chúng ta sẽ bóc trước, và quả nào mà chưa chín thì chúng ta sẽ chuyển sang để hôm sau, để khi nó chín chúng ta tiếp tục bóc. Chứ chúng ta không nên để nó chín hết, bởi vì chín hết là nó sẽ bị kỵ quá một số quả. Đó, quả như này là bình thường này, là vừa này các bạn này. Đó.
Sau khi chúng ta bóc xong như này thì chúng ta nên đem đi rửa các bạn nhé, rửa qua đi. Bởi vì trong quá trình bóc ấy, những cái chỗ này nó rất là nhiều nhựa này. Đó, đây nó rất là nhiều nhựa. Nên là để đảm bảo chất lượng thì chúng ta nên mang đi rửa đi. Rửa xong là chúng ta sẽ để trong khoảng 15 phút để cho nó ráo nhựa, ráo nước. Thì chúng ta tiến hành thái láp các bạn nhé. Ok, như vậy là sau khi rửa xong cái chuối hột đấy, để cho nó bớt cái nhựa của chuối hột đi, thì sau đó chúng ta mang ra, chúng ta để ở ngoài nắng phơi khoảng 15 đến 20 phút để cho nó ráo cái chuối hột. Thì sau đó chúng ta sẽ tiến hành mang đi thái láp các bạn nhé. Ok, như vậy là sau 15 phút phơi cái chuối hột để cho ráo nước, thì đến thời điểm này thì chúng ta sẽ tiến hành thái láp các bạn nhé. Để tiến hành thái láp thì chúng ta cần chuẩn bị một cái tấm đệm để phơi chuối và một cái thớt, một con dao thật là sắc để thái láp nó không bị nát chuối các bạn nhé. Đó, sau đây chúng ta sẽ tiến hành thái láp. Các bạn lưu ý là thái láp chúng ta thái từ khoảng từ 2 đến 3 phân các bạn nhé. Mỗi quả chuối này chúng ta có thể thái làm 4 đến 5 miếng. Các bạn hết sức thông cảm cho mình nhé, bởi vì mình ở nông thôn ấy, thì rất là nhiều những cái tiếng ồn. Cho nên mình sẽ cố gắng làm sao để cho các bạn nghe rõ nhất. Đây, các bạn lưu ý này. Từ 2 đến 3 phân các bạn nhé. Một quả như thế này thì chúng ta có thể thái 4 đến 5 miếng. Đây, cái độ dày nó như này. Đó. Để khi mà nắng tiếp xúc vào thì nó sẽ nhanh khô hơn. Và khi mà chúng ta ngâm rượu á, thì rượu nó dễ ngấm và nó dễ phát huy cái tác dụng tốt nhất của nó các bạn nhé. Đó. Chúng ta thái thì chúng ta nên băm. Đó, chúng ta băm một cách nhẹ, như là dứt khoát để đứt nhé, để tránh cái lát chuối nó bị nát. Đó. Đây các bạn thấy không? Quả này nó hơi chín quá này. Đó, thì tại sao tôi bảo các bạn nên chọn cái buồng mà nó không bị chín quá. Đây, chín quá nó rất là dễ bị nát đây. Và chắc chắn thôi, kiểu gì nó cũng có những con côn trùng vào nó làm tổ và kiểu gì có giỏi đấy. Và phơi như vậy rất là không đảm bảo. Như vậy là lúc này thì tôi đã thái láp xong. Bây giờ thì chúng ta sẽ rải đều lên tấm đệm, sau đó chúng ta phơi. Và các bạn lưu ý là chúng ta phơi khoảng 5 đến 7 nắng
với nắng 30 đến 37 độ các bạn nhé. Còn nếu mà như nắng mà nó không được nắng như này thì chúng ta có thể phơi nhiều nắng hơn. Tuy nhiên thì nắng nóng nhất thì chúng ta vẫn đảm bảo từ 5 nắng đến 7 nắng. Còn khi mà chúng ta không băm ra thì chúng ta phải phơi đến khoảng 10 nắng các bạn nhé. Đó. Một số quả chín thì nó vẫn lại hơi nát rồi này. Đó, tấm đệm này thì nó khá là nóng. Để phơi vào cái tấm tôn. Lại thật đều các bạn nhé, thì nó sẽ nhanh khô hơn. Ok, như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cái cách chọn chuối hột và cách phơi làm sao để chúng ta có một bình rượu ngon và phát huy hết cái tác dụng của nó. Thì tôi ở cái bài trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn đầy đủ các bước quy trình để làm sao chúng ta có một hũ rượu thơm ngon và phát huy hết tác dụng của nó. Các bạn có thể xem ở video trước. Còn cái thứ ba nữa là một số bạn bảo mình rằng là ngâm xong mấy ngày sau uống cũng được. Ok, thế nào cũng được, nhưng tuy nhiên thì muốn đảm bảo cái chất lượng của nó, chúng ta nên để ít nhất khoảng 30 ngày thì chúng ta sử dụng thì nó sẽ có tác dụng. Còn một điểm lưu ý nó rất quan trọng, các bạn lưu ý giúp mình nha, là khi chúng ta ngâm xong chúng ta phải giấu cái hũ rượu đó đi, chứ không nếu mà gia đình các bạn có một số thanh niên đến là nó oánh một phát là tan hũ rượu của các bạn. Mà như vậy thì chả giải quyết được cái việc gì cả. Ok, video của mình đến đây là tạm dừng. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi của mình. Mọi thắc mắc các bạn hãy để bình luận phía dưới và mình sẽ sẵn sàng trả lời các bạn. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.